Thưa luật sư, là thời gian gần đây thì trong những cái vụ án về kinh tế tham nhũng có rất nhiều cái trường hợp là cấp dưới do là phục tùng và nghe mệnh lệnh cấp trên mà dẫn đến là việc bị truy tố, đưa ra xét xử và phải nhận những bản án. Thì theo cái luật công chức viên chức thì là cái việc cấp dưới mà phục tùng cấp trên thì nó là một trong những quy định. Thế nhưng mà trong trường hợp mà khi phục tùng thì lại mà cấp trên có những sai phạm thì cấp dưới cũng phải ra tù, ra hầu tòa và cũng phải nhận những bản án nghiêm khắc. Vậy thì luật sư có suy nghĩ gì về cái vấn đề này, và theo luật sư thì là chúng ta nên có những cái tư duy về pháp luật như thế nào để tránh cái trường hợp như vậy? Rõ ràng ấy là trong các cái lực lượng vũ trang, trong đặc biệt trong các lực lượng vũ trang, rồi trong các cái cơ quan nhà nước hoặc là các cái đơn vị sự nghiệp công lập, thì cái việc là tuân theo mệnh lệnh của lãnh đạo ấy, thì nó là cái điều mà được quy định rất nhiều trong các cái văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên thì chúng ta phải làm rõ thế này, không phải là cứ tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, thậm chí là trong lực lượng vũ trang là cấp trên đưa ra một cái mệnh lệnh vi phạm pháp luật sai mà chúng ta phải tuân theo, thì rõ ràng cái này là hoàn toàn khác nhau. Thế còn thông thường một cái mệnh lệnh đúng thì rõ ràng nó không thể vi phạm pháp luật được. Đấy thì chúng ta phải làm rất rõ cái việc này. Thế thì trong quá trình có thể nói là cá nhân tôi và công ty luật Hừng Đông thì cũng giải tham gia bào chữa, giải quyết rất nhiều những cái vụ án có thể nói là đại án về phòng chống tham nhũng. Chúng tôi thấy rằng là nhiều trường hợp có thể nói là rất là tiếc. Cái người mà thực thi theo cái mệnh lệnh của cấp trên, họ là người hưởng lương, làm công ăn lương và phải thực thi theo những cái mệnh lệnh của cấp trên ấy, thì thứ nhất là do họ thiếu hiểu biết pháp luật. Khi mà có những cái mệnh lệnh ở bên trên sai nhưng mà họ vẫn vì thiếu hiểu biết pháp luật mà họ vẫn làm theo, hoặc là vì sợ là bị trả thù hay sợ là không làm theo lệnh của cấp trên thì sẽ bị trù dập đấy, hoặc là muốn giữ cái công việc của mình đấy để mà lo cho gia đình thì họ buộc phải làm. Thế thì trong trường hợp này tôi nghĩ rằng bất cứ một ai, đặc biệt là trong cái thời điểm hiện nay, cần phải có bản lĩnh, cần phải có cái kiến thức pháp luật để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng không bao giờ được tiếp tay, được giúp sức cho những cái hành vi vi phạm pháp luật dù là mệnh lệnh của ai, thì chúng ta vẫn phải tuân theo pháp luật. Thì pháp luật hiện nay thì cũng có cái sự nhân văn rất là lớn, mà cụ thể là như tôi đã viện dẫn ở trên là cái nghị quyết 03 của đồng thẩm phán hướng dẫn xét xử một số cái vụ án kinh tế và tham nhũng thì cũng đã loại trừ cái trách nhiệm hình sự cho những người mà vì làm công hưởng gọi làm công ăn lương phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, và đặc biệt là họ giữ cái vai trò đồng phạm thứ yếu, và một cái quan trọng nhất là họ không có động cơ mục đích vụ lợi, có là họ làm một cái lương tâm trong sáng thôi nhưng mà vì là họ phải phục tùng mệnh lệnh họ, hoặc là họ thiếu hiểu biết họ phải làm và họ giữ cái vai trò thứ yếu ở trong vụ án ấy, thì họ hoàn toàn được miễn trách nhiệm hình sự. Và trong rất nhiều vụ án lớn gần đây thì cũng có những cái bị cáo mà có thể nói là cái khung hình phạt lên đến tù đến 20 năm, thậm chí là tù chung thân, nhưng mà họ được áp dụng cái mức hình phạt rất là nhẹ, có thể chỉ mấy khoảng 20 tháng đến 30 tháng và cho được án treo. Bởi vì khi định hình và giải quyết vụ án thì các cơ quan tiến hành tố tụng, ở đây cụ thể là tòa án, thì họ xem xét là những cái người này họ cũng vì là phục tùng cái mệnh lệnh cấp trên thôi, rồi vai trò họ rất là thứ yếu và đặc biệt là họ không vụ lợi, thì rất nhiều bị cáo được áp dụng cái mức hình phạt tôi cho rất là nhẹ.